Ở chỗ Pháp Sư, các loài hữu tình phải sanh tâm tôn trọng và gần gũi như Phật, vui mừng, cung kính, cúng dường, ngợi khen. Nếu ta trụ ở đời một kiếp hay hơn một kiếp, nói về công đức mà Pháp Sư đây đã truyền bá kinh này cũng không thể hết. Kiều Thi Ca, khi Pháp Sư này đi đến chỗ nào, có thiện nam tử vân vân trích máu nhỏ xuống đất cúng dường vẫn chưa gọi là nhiều. Vì sao? Vì Pháp Luân vô thượng, khó thọ trì vậy. Trời Đế Thích, thưa Phật, Bạch Thế Tôn, trong đời vị lai, chỗ nào thuyết kinh này, con và quyến thuộc đều ủng hộ vị Pháp Sư và bảo vệ địa phương ấy. Nếu thấy kinh này để ở chỗ nào, liền sanh tâm như bốn chỗ đã nói ở trước. Bấy giờ Thế Tôn khen trời Đế Thích, ông làm được như vậy thật quý hóa thay, quý hóa thay. Ta đem kinh này giao phó và dặn dò ông, đời sau ông phải ủng hộ lưu truyền. Trời Đế Thích bạch Phật, bạch Thế Tôn, chư thiên chúng con được sanh vào cảnh giới an lành đều nhờ Bát Nhã Ba La Mật Đa, phát tâm Bồ Đề cũng nhờ vào đây. Thế nên chúng con chẳng tiếc thân mạng ủng hộ giáo pháp thâm sâu của Thế Tôn. Phật lại khen trời Đế Thích, hay thay, hay thay, hãy làm như đã nói. Khi Đức Thế Tôn thuyết kinh này rồi, Thiên Vương Tối Thắng và các Đại Bồ Tát trong mười phương cõi, tất cả thanh văn, trời rồng, dược xoa, kiện đạt phược, a tố lạc, yết lộ trà, khẩn nại lạc, mặc hô lạc già, người chẳng phải người vân vân, nghe Phật thuyết, đều rất vui mừng, tin nhận, phụng hành. Hết quyển thứ 573.